top xe tăng chiến đấu hiện đại nhất thế giới. Biên phòng, tạp chí Amirencom vừa có bài viết đánh giá về top xe tăng chiến đấu hiện đại nhất thế giới, với các loại sau T-90MF và T-14 Armata của Nga, M1A2ZV3 của Mỹ, vận tải 4, MBT-3000 và T-99, ZTZ-99 của Trung Quốc, Leclerc XLR của Pháp, Leclerc EMBT của Pháp và Đức, Leopard 2A7 của Đức, Challenger 2, Black Knight của Anh, Antey của Thổ Nhĩ Kỳ, Tam 2IP của Argentina, K2 Black Panther của Hàn Quốc, loại 10 của Nhật Bản, Merkava 4 Barak, Merkava 4M áo gió của Israel và Kara của Iran. 1. Challenger 2 Black Knight, Anh. Challenger 2 là chiếc xe tăng chiến đấu tiêu chuẩn phục vụ cho quân đội Anh kể từ năm 1994. Phiên bản mới của Challenger 2 có nhiều cải tiến mới, chủ yếu được gắn bên trong và bên ngoài tháp pháo. Thiết bị chiến đấu mới của tháp pháo Black Knight MBT được trang bị màn hình độc lập của Safran Pacel, Leonardo màn hình nhiệt cho xạ thủ và Leonardo Nightside GNVS-4 để cung cấp Hunter Killer nhờ những hình ảnh nhiệt cho xạ thủ, chỉ huy và tài xế. The Black Knight Challenger 2 đã được công bố bởi 3E System vào tháng 9 năm 2018 trong DVD Defensor Vehicle Dynamics, một triển lãm ngành công nghiệp quốc phòng 2 năm một lần tổ chức tại Nürburgring. Theo 3E System, nếu cuộc thử nghiệm thành công, Black Knight Challenger 2 có thể tham gia phục vụ với quân đội Anh vào năm 2024 và tổng cộng 224 Challenger 2 MBT có thể được nâng cấp như một phần của dự án Leclerc Challenger 2 của Bộ Quốc phòng Anh. 2. EMBT, Pháp và Đức. Về cơ bản, EMBT là một phản ứng ngắn hạn đối với nhu cầu của thị trường xe tăng chiến đấu cường độ cao. Xe tăng chiến đấu chính EMBT kết hợp khung gầm của một chiếc xe tăng Đức 2A Veduk, Grossmark Tiemann, Leopard 2A7 với tháp pháo hạng nhẹ của chiếc Leclerc của Pháp, chỉ do hai thành viên phi hành đoàn điều hành. Tháp pháo nhẹ hơn để lại khoảng 6 tấn sức chứa thêm mà khách hàng có thể sử dụng cho các thiết bị bổ sung. Xe tăng đã được phát triển bởi KNGS Group, một liên doanh giữa KM Veduk và Nestor Defense System. 3. T-72K, Ukraine. T-72K là một phiên bản cải tiến chiếc T-72 do Nga chế tạo. T-72K được trang bị giáp phản ứng, dao, còn được gọi là nôn hoặc ninh. Các mô đun dao khác được thiết kế đặc biệt để loại bỏ hoặc giảm thiểu thiệt hại cho các mô đun lân cận, do đó cho phép tăng hiệu suất vũ khí lên 200% đến 300% so với các thiết kế mô đun IRA khác. T-72K được nâng cấp cũng được trang bị hệ thống định vị vệ tinh và truyền thông an toàn kỹ thuật số. 4. Kara, Iran. The Kara Stryker là một chiếc xe tăng chiến đấu chính được ngành công nghiệp quốc phòng Iran phát triển và thiết kế. Chiếc xe tăng này đã được công bố lần đầu tiên trước công chúng vào tháng 8 năm 2016. Một đoạn băng video từ đài truyền hình Iran Telebin đã được xuất bản trên YouTube cho thấy chiếc xe tăng Kara trong các thử nghiệm trong sa mạc. Vào tháng 3 năm 2017, Bộ trưởng Quốc phòng Iran, chuẩn tướng Hossein Degan đã khánh thành dây chuyền sản xuất của Kara tự chế tạo tại khu liên hợp công nghiệp áo Bani Hashem ở quận Dorut, Lorestan. Theo các chuyên gia quân sự, chiếc MBT của Kara dựa trên khung của chiếc T-72 do Liên Xô sản xuất nhưng được trang bị một tháp pháo mới. Theo thiếu tướng Vladimir Bogatire, Kara là một bản sao của T-90MF do Nga sản xuất. 5. Leclerc XLR, Pháp. Leclerc Scorpion, hoặc XLR, là một phiên bản hiện đại hóa của xe tăng chiến đấu chính của Leclerc do Pháp chế tạo và sản xuất bởi công ty Nestor System của Pháp. Việc nâng cấp Leclerc MBT sẽ có nhiều hỏa lực và bảo vệ. Vào tháng 3 năm 2015, Cơ quan đấu thầu quốc phòng quân đội Pháp, GGA, đã thông báo cho Nestor System một hợp đồng đổi mới cho Leclerc MBT. Lệnh này cấu thành hoạt động thứ ba được Bộ Quốc phòng Pháp đưa ra theo chương trình Scorpion nhằm hiện đại hóa lực lượng tiếp xúc của quân đội Pháp. Có giá trị khoảng 330 triệu euro, hợp đồng cung cấp 200 xe tăng Leclerc cải tiến và 18 xe phục hồi bọc thép cải tiến dựa trên Leclerc MBT từ năm 2020. Leclerc MBT đầu tiên được Jack Industries hoàn thành vào tháng 12 năm 1991 và bàn giao cho quân đội Pháp vào ngày 14 tháng 1 năm 1992. 6. Tam 2IP, Argentina.
Tăng cờ Argentino Mediano, xe tăng hạng trung Argentina, là một tăng hạng trung phục vụ cho quân đội Argentina. Thiếu kinh nghiệm và nguồn lực để thiết kế một chiếc xe tăng, Bộ Quốc phòng Argentina đã ký hợp đồng với công ty ThyssenKrupp của Đức. Chiếc xe tăng được phát triển bởi một đội ngũ kỹ sư người Đức và Argentina và được dựa trên chiếc xe chiến đấu bộ binh Marder của Đức. Được sản xuất bởi Israel Industries Ltd và Elbit System, Tam 2 IP là phiên bản nâng cấp của tăng hạng nhẹ Tam với bộ giáp bổ sung, hệ thống điều khiển hỏa lực mới. Cấu hình đạn đạo của giáp đã được cải thiện và bao gồm bảo vệ thêm cho tháp pháo ở tất cả các bên, cũng như các cạnh và mặt trước của khung xe. Một hợp đồng đã được ký kết vào năm 2015 để cung cấp 74 xe tăng hạng nhẹ Tam 2 IP cho quân đội Argentina. 7M1A2 xếp V3 và V4 dê Mỹ. M1A2 Abrams V3 System Enhanced Packard là một phiên bản hiện đại hóa của xe tăng chiến đấu chính M1A2 SEPV V2, có một số nâng cấp trong các lĩnh vực khả năng sống sót, khả năng bảo trì và khả năng mạng. Vào tháng 10 năm 2015, chiếc M1V32 SPV3 được giới thiệu lần đầu tiên tại AUSA, triển lãm quốc phòng tại Washington DC. 9 mẫu thử đã có mặt vào tháng 10 năm 2015 và 7 chiếc sẽ được quân đội Mỹ kiểm tra. Gói nâng cấp hệ thống M1A2, SEP, V3 Abrams đã cung cấp khả năng di động. Hỏa lực được bảo vệ để điều khiển vũ khí kết hợp. Để đáp ứng các yêu cầu của quân đội Hoa Kỳ cho giai đoạn 2014-2024, sức mạnh của APAM phải tiếp tục được cải thiện. Điều này sẽ xuất phát từ sự kết hợp của các nâng cấp phát triển và bổ sung các công nghệ đạn dược AGL, cải thiện đạn 120mm, cải thiện hồng ngoại chuyển tiếp IFLIR và hệ thống vũ khí điều khiển từ xa. Để nhận ra M1A2 xếp V3, ở phía sau bên trái, có một ống xả nhỏ cho máy phát điện mới. Vào tháng 9 năm 2018, M1A2 SEPV3 và các biến thể M1A2 SEPV4 được đổi tên thành M1A2C và M1A2D. 8T-14 Armata, Nga. T-14 Armata đã được Công ty Quốc phòng Nga Uranvoyona thiết kế. Các báo cáo đầu tiên cho thấy Armata mới có thể dựa trên chiếc xe tăng chiến đấu chính của T-95 Obet-195 của Nga. Black Eagle đã được giới thiệu cho công chúng tại triển lãm Ohm Defensor năm 1999. Armata có nhiều hỏa lực hơn thế hệ mới nhất của T-92. Armata được trang bị tháp pháo vũ khí từ xa không người lái. T-14 Armata được công bố lần đầu tiên cho công chúng trong cuộc diễu hành quân sự ở Moscow cho ngày chiến thắng, ngày 9 tháng 5 năm 2015. Theo Bộ Quốc phòng Nga, đợt thử nghiệm đầu tiên của T-14 Armata MBT mới được thực hiện vào năm 2014. Trung đoàn cấp 1 của Sư đoàn Taman đã được chọn để trở thành đơn vị đầu tiên nhận Armata T-14. Sẽ diễn ra sau năm 2020, khi chiếc xe tăng mới vượt qua các thử nghiệm và được sự chấp nhận của chính phủ. Vào tháng 8 năm 2018, Phó Tổng Tư lệnh Lực lượng Mặt đất Nga, Trung tướng Viktor Livinsin, tuyên bố rằng T-14 sẽ trải qua các thử nghiệm trong các điều kiện khí hậu khác nhau, bao gồm cả Bắc Cực. 9. Loại 99A, ZTZ-99A, Trung Quốc. ZTZ-99A còn được gọi là loại 99A, được Trung Quốc sản xuất. Đây là xe tăng chiến đấu chính tiên tiến nhất do quân đội Trung Quốc, TLA, điều khiển. Thế hệ tiền nhiệm của nó là ZTZ-99 bắt đầu biên chế trong TLA vào cuối năm 2001. Biến thể ZTZ-99A cung cấp một cải tiến đáng kể về hỏa lực, tính di động và bảo vệ so với xe tăng cũ của Trung Quốc. Là một MBT cao cấp, ZTZ-99 chỉ được xây dựng với số lượng nhỏ, dưới 200 chiếc, do đơn giá cao, khoảng 1,9 triệu đô la vào năm 1999. Loại 99A, còn được gọi là Tai 99A2 hoặc ZTZ-99A, là phiên bản cải tiến của Tai 99. Nguyên mẫu đầu tiên của Tai 99A đã được thử nghiệm vào năm 2007 và được ra mắt lần đầu tiên vào tháng 9 năm 2015 trong một cuộc diễu hành quân sự Bắc Kinh. Nó lần đầu tiên được phục vụ trong các bài tập quân sự của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, SCO, vào năm 2014. Loại 99A là thế hệ thứ 3 của xe tăng chiến đấu chính. 10.
Antey, Thổ Nhĩ Kỳ. Xe Antey là thế hệ thứ 3 của xe tăng chiến đấu chính, MBT, được phát triển cho quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Các nguyên mẫu đầu tiên của xe tăng chiến đấu chính của Thổ Nhĩ Kỳ, Antey, được thiết kế và sản xuất bởi Otoka, công ty tư nhân lớn nhất của ngành công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đã được công bố tại cơ sở Otoka ở Sakarya vào ngày 15 tháng 11 năm 2012. Công ty Thổ Nhĩ Kỳ Asensan được chỉ định thiết kế và sản xuất nguyên mẫu của các hệ thống phụ điện tử như hệ thống điều khiển hỏa hoạn và hệ thống C3I. Vào tháng 12 năm 2014, Otoka đã thông báo cho Sở Giao dịch Chứng khoán sau khi các phương tiện truyền thông tuyên bố rằng Antey có thể được xuất khẩu sang Oman. Vào tháng 4, 2018, công ty BMC của Thổ Nhĩ Kỳ, một nhà sản xuất xe bọc thép và chiến thuật, đã giành được hợp đồng để tiếp tục phát triển và sản xuất MBT bản địa. Vào tháng 11 năm 2018, BMC đã chính thức nhận được hợp đồng sản xuất Antey do địa phương sản xuất cho quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Ngành công nghiệp quốc phòng, SSB, ký một hợp đồng với BMC để bắt đầu sản xuất hàng loạt của Antey, bao gồm tổng cộng 250 xe tăng, nhưng con số này dự kiến sẽ tăng dần lên 1.000 chiếc. Nhiều công ty quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ tham gia vào việc sản xuất Antey, bao gồm Roketsan, Asensan, Havens và Viện Công nghiệp Hóa chất và Máy móc, MKEK. Theo một bức ảnh được báo Gazette Vatan của Thổ Nhĩ Kỳ phát hành vào tháng 11 năm 2018, Antey sẽ được sản xuất theo 3 cấu hình với cùng vũ khí. Một lô đầu tiên gồm 40 thiết bị được chỉ định T1 sẽ được trang bị APS, hệ thống bảo vệ tích cực và bộ giáp bổ sung do Roketsan sản xuất. Lô thứ hai gồm 210 đơn vị sẽ là phiên bản T2, sẽ bao gồm nhiều cải tiến như áo giáp mới, cấu hình đạn dược, khả năng bắn bằng laser, chế độ đào tạo phi hành đoàn và ngụy trang mạng di động. Phiên bản T3 sẽ được trang bị thác pháo không người lái và hệ thống tải tự động. 11. Vận tải 4, MBT 3000, Trung Quốc. Vận tải 4 được đặt tên MBT 3000 cho phiên bản xuất khẩu. Là một thế hệ mới của xe tăng chiến đấu chính được thiết kế và sản xuất bởi công ty Norinco của Trung Quốc. Theo Norinco, MBT 3000 đại diện cho công nghệ xe tăng chiến đấu chính mới nhất được thiết kế đặc biệt để đáp ứng thách thức của chiến tranh công nghệ cao. MBT 3000 đã được công bố lần đầu tiên trước công chúng tại triển lãm quốc tế về triển lãm quốc phòng vào tháng 6 năm 2012. Tại triển lãm hàng không và vũ trụ quốc tế Trung Quốc năm 2014, Norinco lần đầu tiên giới thiệu một mô hình thực tế của vận tải 4. Vào tháng 8, Norinco đã giới thiệu cho các nhà ngoại giao, các quan chức quân sự và các nhà thầu quốc phòng từ 44 quốc gia phiên bản vận tải 4 cho mục đích xuất khẩu. MBT 3000 được trang bị một bộ nạp tự động cho khẩu súng chính, cho phép một phi hành đoàn 3 người thay vì 4. Vào tháng 1 năm 2018, quân đội Hoàng gia Thái Lan đã tiến hành các cuộc kiểm tra vận tải 4 tại trung tâm kỵ binh trại quân sự Addison ở Sarabu. Thái Lan đã mua 28 vận tải 4 MBT và dự kiến mua thêm 10 chiếc nữa. 12. T-90MS, Nga. T-90MS là bước tiếp theo trong sự phát triển của xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 của Nga. T-90MS mới được giới thiệu lần đầu tiên trước công chúng trong triển lãm quốc phòng Nga Expo vào tháng 9 năm 2011. Chiếc xe tăng mới này là một hiện đại hóa hoàn toàn T-90. Trọng lượng của T-90MS đã tăng 1,5 tấn so với mô hình cơ bản của T-90 đạt 48 tấn, nhưng nó vẫn thấp hơn đáng kể so với chiếc xe tăng chiến đấu chính của Đức Leopard 2A6 và American M1A2 Abrams. 13. Leopard 2A7, Đức. Leopard 2A7 lần đầu tiên được thể hiện trước công chúng trong Eurosato 2010, có nhãn, phát triển bởi Crossmark Tiemann KMW Đức, được thử nghiệm và đủ điều kiện của Đức Mốt. Chiếc Leopard 2A7 đã được kiểm tra bởi Bunder dưới cái tên U-Boat cho các hoạt động đô thị. Leopard 2A7 được trang bị thêm bộ giáp Composite. Nó là thế hệ mới nhất của áo giáp thụ động, cung cấp mức độ bảo vệ cao hơn, chống lại nhiều mối đe dọa. Xe tăng chiến đấu chính này được trang bị một khẩu súng trơn Remington 120mm L55. Cùng một khẩu súng được sử dụng trên Leopard 2A6, nhưng nó có độ chính xác tốt hơn và tầm xa hơn so với các xe tăng Leopard 2 trước đây. Việc nâng cấp 50 Leopard 2AS lên Leopard 2A7 bắt đầu vào năm 2012.
Lepop 2A7 kết hợp một bộ bảo vệ module, tăng tính di động, cải thiện tính bền vững, nâng cao khả năng thu thập dữ liệu và triển khai chính xác hơn nữa các loại vũ khí khác nhau của nó. Một bộ nâng cấp có sẵn cho tất cả các phiên bản Lepop 2. 14. K2 Black Panther, Hàn Quốc. K2 Black Panther là một thế hệ mới của xe tăng chiến đấu chính được thiết kế, phát triển và sản xuất bởi công ty Hyundai Rotem của Hàn Quốc. Chiếc K2 được ra mắt tại triển lãm quốc phòng AGEX tại sân bay Seoul vào tháng 10 năm 2009. Chiếc xe tăng mới này đang thay thế chiếc M48 Patton MBT do Mỹ chế tạo để phục vụ cho quân đội Hàn Quốc và hiện đang bị loại bỏ. Trong năm 2014, chính phủ Hàn Quốc và công ty Hyundai Rotem đã ký một hợp đồng trị giá 820 triệu đô la Mỹ để cung cấp 100 K2 MBT cho quân đội Hàn Quốc, ROKA. Vào ngày 29 tháng 12 năm 2015, Hyundai Rotem đã ký hợp đồng mới để cung cấp số K2 bổ sung nhưng không xác định cho ROKA. Nhìn chung, ROKA có yêu cầu cho hơn 600 xe tăng K2, một số nguồn tin nói 400, bổ sung lực MBT K1 của nó. Xe tăng chiến đấu chính của Thổ Nhĩ Kỳ Antey sử dụng các hệ thống công nghệ được Hyundai Rotem phát triển cho chiếc K2 MBT của Hàn Quốc. 15. Merkava 43 Rak 2004, Israel. Merkava Mark 4 là phiên bản mới nhất của xe tăng Merkava đã được phát triển từ năm 1999 và sản xuất từ năm 2004. Phát triển của bản nâng cấp đã được công bố trong một ấn bản tháng 10 năm 1999 của Bamachen. Tuy nhiên, Merkava Mark 3 vẫn được sản xuất cho đến năm 2003. Merkava X đầu tiên được sản xuất với số lượng hạn chế vào cuối năm 2004. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.